Dạ, xin kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, sáng sớm hôm nay thì ba mẹ con nấu một nồi cháo lòng để gửi tặng cho bà con ăn sáng nha. Dạ, thì đây cũng là tấm lòng của chị Linh ở Mỹ muốn gửi tặng đến bà con. Thì em cũng cảm ơn chị Linh rất là nhiều luôn. Thì em kính chúc cho chị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống luôn nha chị. Giờ mẹ với Út Tho thì đang xắt thịt đó mà cô chú. Hôm nay thì nồi cháo lòng có cuốn họng nè, rồi gan, thịt nạc, dạ với phèo, thận, rồi lưỡi. Út Tho với mẹ thì đang xắt thịt nạc. Rồi cháo này mẹ nấu gạo gan, rồi có để huyết vô, cho một ít huyết lòng vô nữa, rất là thơm luôn. Lúc gan gạo có để hành lá với tỏi vô thôi mà. Giờ nương cắt phèo ra miếng vừa ăn. Để có họ mình để cặp bên đây mà. Này phèo ngon quá, phèo non. Phèo non cái này là phèo ngon. Dạ. Yeah. Vậy con để phèo ngay giữa thôi mà. Này một mâm thịt. Dạ thì mấy cha con cũng dọn cái nồi cháo ra ngoài trước rồi để bắt đầu gửi tặng đến cô chú anh chị ở sớm nha. Hai chị. Bảy tô trước không? Đưa tô rồi hả? Dạ tô. Dạ cháo hôm nay thì có ăn kèm với giá với bún. Nương có để gốc hành vô nồi cháo cho thơm. Để mình nói xuống là nghe. Mỗi phần là kèm thêm một chai nước ngọt. Dạ, gửi. Dạ, chai nước nữa, chai nước. Dạ. Rồi, con để vô. Chị để hai miếng thịt nạc rồi đó. Rồi, tốt. Dạ. Ớt không mà. Ớt không không. Dạ. Dạ rồi, bạn. Dạ. Với chai nước nữa bạn. Chai tô nào trước? Đã quá nhiều. Nhiều qua tay thì nó nhanh mà bột mọc cũng được. Ừ, thịt đó chị. Không có nãy giờ. Có để bún vô chung không? Dạ thẩm. Dạ ớt không? Dạ. Bữa nay mỗi phần thì có kèm theo một chai nước Mirinda nữa đó không bà cô chú? Dạ, gửi nha. Dạ. Ủa, cái này mình uống. Dạ để đầy đủ luôn ha bà. Dạ em Mỹ. Dạ. Dạ nay được chị Linh ở bên Mỹ gửi tặng. Chúc dạ. Bà con ăn ngon miệng luôn. Nếu
Này nó hơi thêm miếng nước cho em này. Để đầy đủ ra khỏi hết rồi. Ủa quên tinh thể hết rồi đấy bạn. Sáu đó cho em để. Dạ nóng quá. Dạ gãy sáu. Dạ được chị Linh gãy. Dạ. Vòng vòng là thịt nạc hết luôn rồi. Dạ đúng rồi. Để con hỏng đi tìm. Có để rồi. Đánh. Dạ. Dạ được chị gãy. Ờ cảm ơn hả. Dạ. Được không? Mấy cái mẹ bưng ra nước đó chị. Chắc thêm nước quá, mới đây muốn đặt. Này lấy heo dòng. Dạ. Gãy sáu. Dạ. Dạ, một tô không giá nghe chị. Tô nào không giá vậy? Tô dưới đây đi ha. Tô nào cũng được. Dạ. Cái này đủ. Nè mâm lòng rất là hấp dẫn luôn. Dạ, gãy ạ. Rồi thôi. Xong hết rồi chị. Tô nào không giá. Dạ, gãy. Dạ, với chai nước nè. Này nhiều thứ. Dạ. Rồi cháo nóng hổi luôn đó cô chú. Cháo này múc vừa nước vừa cái đúng không? Dạ, không dễ chị. Dạ, tô nào không giá chị? Có hôm nay có một tô đó hay vậy? Dạ, tô đó à. Dạ, rồi chị. À, gửi cho em nghe đâu. Có bắt nam tô có hay nước bọc gì bắt nam tô. Đảo lại lấy cho nước sao đi. Đây tô. Dạ. Sổ muỗng quá chị ơi. Còn để lắc với ghen. Lưỡi nữa. Có không bắt đâu? Dạ không. Dạ được chị gửi tặng. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi để thịt vô luôn thôi. Để rồi chị em để sẵn trong bịch thịt luôn. Và tới tô kìa. Bọc dạ dạ bịch. Đây cứ qua đây. Cảm ơn mấy anh. Đây được cô gửi cho con nha. Trời. Dạ. Chị ấy thịt vô tô giùm em. Chiên thịt heo cổ họng. Dạ. Cô
Đang đi theo đường vòng á. Còn gì còn cổ họng không? Bây giờ họng. Lưỡi. Rồi. Dạ, thì chỉ lên gãy bánh bạc. Cho nước lên bạc. Dạ. Giờ được chị gãy hạt với cái nước nữa. Dạ được chị gửi á. Dạ. Dạ được chị gửi. Dạ. Đây con lắp cái gì? Dạ. Dạ thẳng. Tới bọc đúng không? Dạ để bún chung ha con. Tới bịch luôn á chị. Món cháo lòng này mấy cô với mấy em rất là thích luôn. Dạ ăn ghế con nè. Này má để thêm đi chơi. Dạ. Ghế em nha. Tới bọc hay tô hả? Tới bịch luôn á chị. Bịch không? Nói sao này là bịch. Hay tô không hiểu mang hay bọc. Để ớt luôn ha. Bịch không mà chị ơi. Dạ. Chú bịch. Dạ. Rồi cảm ơn. Dạ ăn ngon miệng luôn. Không biết. Cái này gì? Để bún chung luôn ha. À. Dạ có gì lấy bịch thay qua với chai nước giùm con trước đi. Con lấy chung có ớt không? Dạ bộ. Chị gãy, dạ ăn ngon miệng nữa. Dạ. Chưa để thịt không chị? Chưa. Có gì nữa chị để thịt vô trước. Nó dễ không nó nóng. Để ớt không?
Dạ, cái chị cái thằng á. Dạ. Còn gì nữa? Hết rồi. Hết rồi. Để gì cho bún chung luôn hả bố? Dạ. Dạ, chị gửi tốt. Dạ, ăn không vậy? Dạ. Ủa, em có tô. Dạ có mà bà sắp ra sao? Dạ. Định để giá cho bà. Dạ. Dạ. Dạ xuống xuống sau. Dạ. Cái tô của em đó là đó chị, cái tô rồi. Tô này có ừ, một hay sao? Dạ cô chị bán giấy số để lên đây em gửi bịch cho chị đi bán. Dạ chị lấy cái bịch giấy cái đi. Dạ được chị Trinh gửi tặng. Dạ. Chị Linh. Dạ. Ồ tô rất là nóng luôn. Dạ. Nha. Cầm chắc nha. Cái bọc của phải tô. Tô của nhà chị. Cứ ăn giá không? Không phải không? Dạ cho tô con đi cô. Thôi để ấy con không biết. Dạ rồi sao vậy? Để chú nè. À gửi em nghe nha. À. Dạ có gì ngồi nghe tới chú Ninh nha chị. Chú Ninh bọc hay là bọc phải không? Dạ. Dạ, dạ đợi con chút nha con. À. Dạ. Không quên. Dạ con. Dạ được chị gửi á. Dạ. Cảm ơn hai đứa. Dạ. Tới cô chú liền. Đợi con chút nha chú. Chú đứng lâu không được. Đấy, nới ra cái mâm đồ ăn cái Khánh. Khánh là Khánh tô hay gì? Tô này à, tô này cũng 6. Chắc Khánh bịch đó chị. Để con để bún nó 6 hay chèn. Quá đầy. Dạ. Hơi nóng không? Hơi đầy. Bây giờ gọi nữa. Thôi. Dạ, với gọi nó không sao. Dạ. Khánh lấy bịch thay quay đi Khánh, để vô cho Khánh. Xong rồi tới cô chú. Rồi, thì cô gửi tặng cho Khánh nha. À, với cho nước nè. Dịnh, dịnh em dịnh cho. Rồi. Ớt không chú? Tới tô hay bọc? Có tô kìa, không bịch chị ơi. Có nhăn không, có gì bịch. Chút ớt không chú? Dạ được, chị kể cho chú. Cảm ơn chị luôn. Dạ, cảm ơn. Ăn ngon miệng nha chú. Rồi bà xong rồi. Dạ. Dạ.
lấy bịch hai quay đi con. Lấy bịch hai quay đi. Này, được chị gửi nè. Đây nữa. Rồi. Giỏi. Của hậu là tô phải không? Dạ. Nãy của bà Sáu là tới ai là tới bà Sáu? Tới bà Sáu con không biết. Sao ai? Dạ, dạ của bà Sáu ha. Dạ rồi được cô gửi nha. Trái bọc hay là tô? Tô á chị. Của Bảo tô. Xong trái bọc của cô Năm. Trái bọc rồi đó chị. Cái này nó bị chịch. Cái đó em để thịt rồi á, để thêm nữa hay vậy? Ủa chưa mà. Để rồi. Chưa hả? Ủa chị thấy để giá không hả? Ủa giá hả? Biết rồi là lộn luôn rồi. Chai nước dạ, bọt có chai nước gà tôi để gà hai gà heo hai thịt có họng nè cái này lưỡi rồi thì. Thịt của ai đây của bò thì. Bò phải không nóng nha được cô Linh gãy nha. Cô Bảo bọc hả Bảo? Dạ. Dạ. Bà Út cái tô hả? Cô Bảo tô. Cô Bảo sao mà tới cô Bảo Út? Còn lấy cho nước chưa? Nè, để thịt vô cho Bảo đi. Ừ. Thôi Bảo đi đường xa mà. Vân tô tới chả chắc không được quá. Của bà Sáu là không có giá. Dạ. Này của Bảo xong hết thôi. Còn nóng quá để bún cái nó bột qua nó chẹn. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Tìm nó. Dạ đủ bỏ. Cái này của Bảo rồi xong. Của Bảo. Nó của bà Sáu đi chị. À. Gửi em nghe Bảo. Dạ. Yeah. Nay được chị Linh gửi tặng. Dạ chị Linh gửi tặng. Dạ được chị Linh. Cái chút cô Huyền. Dạ gửi bà Sáu các bạn. Dạ. Chị gửi hộp tới hộp. Chị để giá luôn. Yeah.
không biết còn không mâm thịt. Rồi sớm nên đi chợ. Cái bọc của vợ. Tới của vợ Úc bịt luôn. Này không có bé chuột. Dạ, gái cô. Dạ. Để bún vô chung luôn hả mọi người? Dạ. Cái bịch luôn. Có gì này không cảm nhà chị em. Để nhiều quá lâu. Dạ anh gái phải uống. Dạ. Tới đây đủ hết này rồi. Đi là ăn xong rồi đi làm đi cô. Còn để em nghe tài. Dạ. Dạ được chị Linh cái tặng nha con. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ cô chính. Dạ một này hết rồi xong. Đây của em. Dạ. Để em nghe. Dạ em cũng hỏi. Còn cái gì được cái đó. Có bà Sáu luôn. Cái vịt nó chị. Ủa tô. Để bà Sáu. Rồi, dạ. Dạ. Dạ, chính mới bố gạo vô.
với bên bọc hả? Dính vào nhau. Tiêu thôi ha bác Chính. Dạ, dạ. Gửi bác Chính. Dạ cho nước đó nha bác Chính. Dạ. Ngon miệng ngon. Dạ. Ai được chị Linh gửi tặng. Nên hai chị em làm không kịp tay luôn. Bốn bọc. Múc được bốn bọc luôn. Thế bà kia. Trời lấy gì nuôi á bà kia? Chó giờ nuôi á. Gửi em nha. Lấy cháo đi nha. Còn không? Còn đủ ăn không chị? Còn, còn. Đây, gãy ra. Còn, còn đủ vô ăn nữa. Dạ, gỡ kia với cô. Dạ. Hai bọc nữa là hết luôn. Dạ, hai bọc nó hết luôn á. Dạ, hết rồi cháo luôn. Thịt nhiều, bún nhiều luôn. Tao mà đòi mốt luôn sao nha. Mai mốt thôi nha, lại sao không có gì chứ. Để ớt không? Còn một phần nữa là hết luôn rồi đó cô chú ơi. Sáng rồi cháo quá trời đắt luôn. Thôi để đứng chung rồi. Vét nồi luôn rồi đó. Để em nghe. Mấy cô út nữa là hết luôn. Rồi. Dạ, ăn dạ, ngon miệng luôn thôi. Dạ thì cô chú ơi, sáng hôm nay hai chị em cũng gửi tặng hết nồi cháo lòng đến bà con rồi nha. Dạ, bà con thì rất là thích cái món cháo lòng luôn. Ai nấy đều rất là vui mừng khi nhận cháo và nước từ chị Linh gửi tặng. Thì em cảm ơn tấm lòng của chị Linh ở bên Mỹ rất là nhiều. Em kính chúc cho chị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, hạnh phúc, công việc thì càng ngày càng tốt đẹp. Dạ, thì hai chị em muốn xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú và xin chào. Xin chào cả nhà.